Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ để con nào cứu rỗi. Amen. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6. Khi loài người bắt đầu gia tăng thêm, các con trai Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp bèn cưới làm vợ những người họ chọn. Chúa phán thằng ta sẽ chẳng ở mãi với loài người nữa. Gái loài người mà sinh con cái, họ là các bậc anh hùng danh tiếng thời cổ xưa. Chúa thấy quả loài người lan tràn trên đất, mọi khuynh hướng tư tưởng của họ, lòng họ lúc nào cũng xấu xa. Chúa hối tiếc vì đã dựng nên loài người trên đất và đau buồn trong lòng. Chúa phán ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất mọi loài ta đã tạo nên, cả loài người lẫn thú vật, loài bò sát và chim trời, vì ta hối tiếc và dựng nên chúng. Nhưng Noe được ơn trước mặt Chúa. Đây là dòng dõi của Noe. Noe là một người công chính và không có gì đáng trách giữa những người đồng thời với ông. Noe đồng đi với Đức Chúa Trời. Noe sinh ba con trai là Sem, Cham và Japhet. Thế gian bày hoại dưới mắt Đức Chúa Trời và đất đầy dẫy hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy nó bại hoại, vì mọi người trên mặt đất đều làm bại hoại đường lối mình. Đức Chúa Trời bảo Noe, sự cuối cùng của mọi người đã đến, vì chúng làm cho trái đất đầy dẫy sự hung bạo. Này ta sẽ hủy diệt chúng luôn với cả trái đất nữa. Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ rô phê, chia làm nhiều phòng, trát nhựa cả trong lẫn ngoài. Con hãy đóng tàu như thế này, về dài 300 amma, về rộng 50 amma, về cao 1 amma. Con hãy lợp mái tàu cách thành tàu 1 amma và một cửa bên hông tàu. Con sẽ làm tầng dưới, tầng giữa và tầng trên. Kìa, chúng ta sẽ đem nước lụt đến trên đất để tiêu diệt tất cả các loài sinh vật có hơi thở dưới bầu trời. Mọi loài vật trên đất đều sẽ chết. Nhưng ta sẽ lập giao ước với con sẽ vào tàu cùng với các con trai, vợ và các nàng dâu của con. Con sẽ đem vào tàu mọi loài sinh vật, mỗi loài một cặp, có được có cái để giữ cho chúng sống. Chim tùy theo loài, súc vật tùy theo loài, bò sát trên mặt đất tùy theo loài. Mỗi loài hai con sẽ đến với con để bảo toàn mạng sống. Con hãy đem theo đủ mọi thứ lương thực để ăn và để tích trữ cho con và cho chúng nó. Như vậy, Noe làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền bảo. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy câu chuyện của Noe là câu chuyện rất thật. Thế gian này thì người ta dùng những câu chuyện này gọi là một câu chuyện giống như là ảo thôi, không ạ? Câu chuyện đời xưa thôi. Nhưng mà câu chuyện mà Đức Chúa Trời ghi trong Kinh Thánh là những câu chuyện rất thật. Và chính ngày hôm nay thì các nhà khoa học, các nhà ảo cổ học khám phá, nhất là chiếc tàu và trên núi phía bên bên Nga đó, thì chúng ta thấy được rằng là họ thấy rất rõ ràng chụp hình và khám phá tại chính nơi ấy. Và chiếc tàu Noe thì là rất thật. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về Noe hay là câu chuyện về Môi-se
thì chúng ta cũng thấy rằng là Môi-se cũng được gọi là cứu ra khỏi nước, và Noe cũng được cứu ra khỏi nước, à, có một cái chiếc tàu để cứu gia đình của ông và tất cả một loài vạn vật mà Đức Chúa Trời đã phán dạy ông. À, tại sao điều này có thể xảy ra? Tại sao lại Đức Chúa Trời muốn tiêu diệt loài người? Và chúng ta có thấy nguyên nhân rất là rõ ràng tại nơi này. Bởi vì thế gian bại hoại bởi sự vi phạm, tức là vô đạo đức. Nó mất hết đạo đức và sống một cái đời sống thật là rất là tệ. Ở đây nói rằng là khi loài người bắt đầu gia tăng trên mặt đất và sinh ra con gái, thì các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp để phải làm vợ những người mà họ chọn. À, chúng ta biết rằng là cái đoạn kinh thánh này có sự tranh cãi rất là nhiều, và có nhiều người cũng chưa có thể thấu hiểu được con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp làm lấy làm vợ là như thế nào. À, có những sự lý luận đó là con trai của Đức Chúa Trời là thiên sứ xa ngã lấy con gái loài người làm vợ và sinh ra những người dân dàng. À, chúng ta nghe cũng có lý không ạ? Nhưng mà chúng ta biết được rằng là đoạn 4 nói về dòng dõi của Sếp không? Rồi đoạn 5 thì đoạn 4 nói về dòng dõi của Ca-in, nhưng mà đoạn 5 thì nói về dòng dõi của Sếp. Và qua đoạn 6 thì chúng ta thấy rằng là con trai của Đức Chúa Trời lấy con gái loài người làm vợ. Thì tôi tin chắc là trong đoạn 4 và đoạn 5, đoạn 6 thì hai dòng dõi này nhập với nhau và sinh ra những người dân gian. Có nghĩa là họ kết hôn không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó sai lệch với ý muốn của Đức Chúa Trời, nên có những cái điều sai trật có xảy ra ở đây. Bởi vì Kinh Thánh ghi rằng là sau khi họ cưới làm vợ những người họ chọn thì Chúa phán thần ta chẳng còn ở với loài người nữa, vì chúng nó như là xác thịt và đời người chỉ còn 120 năm. À, trong thời gian đó và cả về sau, có những con người to lớn trên mặt đất khi con trai của Đức Chúa Trời ở với con gái loài người mà sinh ra con cái, và họ là những người anh hùng danh tiếng trong cái thời cổ xưa. Như vậy thì có một cái việc hôn nhân nó sai trật và ma quỷ đã xen vào, đã làm cho cái sự sinh sản của họ trở thành gọi là đã biến dân và trở thành có những người dân dàng. Bởi vì chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người đầu tiên chính là Adam. Và Luca đoạn 3:38 nói về gia phả đó. À, thì Adam được gọi là con của Đức Chúa Trời. À, vậy mà Sếp con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Và Hebrew đoạn 1 thì nói rõ ràng đó là Chúa không bao giờ phán với thiên sứ: ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Như vậy chỉ có con người mới là con của Đức Chúa Trời. Amen. Thiên sứ là thần hồ huyệt Đức Chúa Trời và đến để giúp đỡ những người hưởng ơn cứu rỗi. Chúa dựng thiên sứ như là sắm xếp vậy đó, như lửa, bởi vì thiên sứ là thần hồ huyệt của Đức Chúa Trời, nhưng mà con người mới là con Đức Chúa Trời. Amen. Nên Chúa Giêsu được dựng nên, được sinh ra, và thiên sứ báo với bà Maria rằng là con trẻ ấy được sinh ra cũng là, và Adam cuối cùng cũng là con Đức Chúa Trời, và mỗi một chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Amen. Nên con trai của Đức Chúa Trời không phải là các thiên sứ, nhưng mà con trai của Đức Chúa Trời là 69 tuổi. Phải không ạ? 969 tuổi, còn Adam thì có 930 tuổi thôi. Tuổi của Ca-in đó với dòng dõi của Sếp đó, mà trong vòng cả ngàn năm như vậy thì chúng ta biết nó rất là dài, phải không ạ?
Bây giờ chúng ta là trong vòng trăm năm thì thấy cổ xưa người ta sống tới gần cả ngàn năm lận. Bởi vậy thì con trai của Đức Chúa Trời là dòng dõi của Sếp và con gái loài người là dòng dõi của Ca-in. Như vậy cái hôn nhân này nó sinh ra những người dền dàng. Bởi vì chúng ta biết điều gì xảy ra ở đây. Khi con người không vâng lời Đức Chúa Trời, khi con người quyết định một cách sai lầm, thì chúng ta biết được giống như là Ma-thi-ơ đoạn 7 đó. Phao-lô nhận dò kỹ rằng là đừng để ma quỷ nhân dịp, đừng để ma quỷ nó sẽ xâm nhập vào khi anh chị em không giữ mình, đó là giữ vợ và chồng. Nên có kẻ thứ ba đó là ma quỷ luôn luôn rình mò đánh phá hôn nhân. Và chúng ta biết được là hôn nhân của Adam Eva cũng rất là đau đớn, gia đình cũng rất là đau đớn, phải không ạ? Và anh để giết em ngay trong gia đình của mình và rất là đau khổ. Bởi vậy thì khi họ đi sai lầm, cái hôn nhân sai lầm thì ma quỷ nó xen vào cái hôn nhân đó, phải vậy không? Chúng ta có tin rằng là một người trong Chúa mà lấy một người ngoài thì Chúa có ở với người đó không? Chúa có ở với hôn nhân đó không? Là không ở với hôn nhân đó, đúng không? Nhưng mà ai ở? Ai ở cái hôn nhân đó? Tức là ma quỷ nó ở và điều hành cái hôn nhân đó. Chúng ta biết là Đức Chúa Trời của chúng ta, khi mà con người không làm theo lời của Đức Chúa Trời thì Chúa ra khỏi. Ở đây nó là thần của ta không ở với loài người nữa, có nghĩa là thần của Đức Chúa Trời ra khỏi họ khi họ lấy nhau không đúng với luật của Đức Chúa Trời. Và Satan thì nó xâm nhập vào. Và khi nó xâm nhập vào thì nó khiến cho hôn nhân đó sẽ sinh ra những người dền dàng. Chúng ta biết rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời không thể nào sống với loài người và sinh con được, đúng không? Chúng ta thấy cũng rất là nhiều người, nhiều tà linh nó sống với con người. Nó nói là đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, phải không ạ? Nó sống với con người và không cho người đó lấy chồng lấy vợ. Và trong ban đêm thì có nhiều tà linh nó hiện ra giống như người yêu của mình, là chồng của mình, là vợ của mình, nó ngủ với mình. Và như vậy thì chúng ta biết được rằng là các tà linh có sống với con người nhưng mà không thể nào sinh ra con cái được, phải không? Nhưng mà giữa người nam và người nữ, một người tin Chúa và người không tin Chúa, thì Satan nó có thể xen vào, nó có thể biến dịch, mà nó có thể đụng chạm vào trong hôn nhân người đó, cách ăn ngủ của người đó, và nó làm cho biến dịch và trở thành sinh ra những người dền dàng, phải vậy không? Và chúng ta thấy được là sau cái đợt 6 thì sinh ra những người dền dàng. Rồi sau đó thì điều gì xảy ra? Một cơn nước lụt và hủy diệt tất cả. Nhưng mà sau này thì chúng ta cũng thấy Goliath, rồi cũng thấy rất là nhiều người dân dân, đúng không? Là dòng dõi của Gác nữa. Họ rất là nhiều người dân dân nữa. Bởi vì Satan đã xen vào hôn nhân trong gia đình. Amen. Nên chúng ta cần phải rất cẩn thận. Và những điều mà Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô đoạn 6, đoạn 7 nói về chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, phải không ạ? Vì giữa Chúa Cứu Thế với quỷ vương không thể chung đụng với nhau được. Đền thờ của Đức Chúa Trời cũng thể không thể chung đụng với đền thờ của ma quỷ được. Và người của Đức Chúa Trời cũng thể không thể chung đụng với người của ma quỷ được. Nên chúng ta cũng rất cẩn thận về hôn nhân của mình. Và tôi nhìn thấy rằng là có nhiều hôn nhân sai trật trước mặt Đức Chúa Trời. Và nhiều con người đã lấy người ngoại và họ cũng rất là đau khổ. Và khi đứng lên làm chứng khóc sướt mướt bởi vì không vâng lời Chúa và đã lấy người ngoại. Con cái thì người thì dẫn đi chùa, người thì dẫn đi nhà thờ và nó tranh chiến trong gia đình. Và linh hồn chết. Và con gái và người là dòng dõi của Ca-in. Và họ đã kết thiệt với nhau. Và hôn nhân này là hôn nhân phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Và
Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14-18 qua đoạn 7 thì nói rất rõ về hôn nhân giữa người ngoài và người trong Chúa, và giữa một thế giới tà linh với Đức Chúa Trời, giữa ngôi nhà quỷ vương với Chúa Cứu Thế Giê-xu, không thể kết thân với nhau được. Và chúng ta thấy được là cái tội ác nó lan tràn trên các mặt đất. Chúa thấy tội ác của loài người tràn lan trên đất, mọi khuynh hướng của họ bước lên loài người trên mặt đất và đau buồn trong lòng. Như vậy thì chúng ta thấy được đây là một cái sự vi phạm đạo đức và dẫn đến sự chết. Không những là con người phạm tội đối với nhau mà con người lại phạm tội đối với Đức Chúa Trời nữa. Phải vậy không ạ? Thế gian bại hoại dưới mắt Đức Chúa Trời, và bại hoại trước mắt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung bạo. Mà đầy dẫy sự hung bạo thì chúng ta thấy rằng là đem cái sự hủy diệt loài người. Họ đã giết nhau, đúng không? Nếu chúng ta nhìn vào Nga, rồi nhìn vào Ukraine, rồi Do Thái với các nước Hamas, rồi Ả Rập, thì họ đánh nhau, họ hung, rất là hung bạo, dùng đủ mọi vũ khí, có nên là gọi là thế gian bại hoại dưới mắt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung bạo. Và Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy nó bại hoại vì mọi người trên lối mình. Và Đức Chúa Trời bảo Noe, sự cuối cùng của mọi người đã đến vì chúng làm cho trái đất đầy dẫy sự hung bạo, và ta sẽ hủy diệt chúng luôn với cả trái đất nữa. Như vậy thì thế giới này ngày hôm nay và thế giới ngày xưa trong thời Noe, chúng ta thấy có giống nhau không? Bây giờ ngày hôm nay tôi thấy rằng là có hung bạo giết người nó càng tối tăm hơn là ngày xưa, đúng không ạ? Giết người hàng loạt tối tăm hơn ngày xưa. Nó nói lên cái sự bại hoại của loài người, và nó nói lên cái sự hung bạo, và con người không còn Đức Chúa Trời nữa, và con người đã trở thành một bản chất của Satan. Đó là Giăng đoạn 10 câu 10, Chúa Giê-xu nói rằng là kẻ trộm đến cướp, giết và hủy diệt. Bản chất của nó là cướp, giết và hủy diệt, nên nó đem lại sự tàn hại trên trái đất. Và con người đã thật sự bị cái bản chất của ma quỷ nó xâm nhập vào đời sống của mình. Con người hung bạo, con người tội lỗi, con người chống lại lại với Đức Chúa Trời, và từ trong chính cá nhân rồi đến hôn nhân, đến gia đình của mình trở nên bại hoại vô cùng. Và bại hoại thì sao? Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời bảo Noe, sự cuối cùng của mọi người đã đến vì chúng làm cho trái đất đầy dẫy sự hung bạo. Sự cuối cùng của mọi người đã đến bởi vì Gia Cơ nói rằng là tội lỗi đầy trọn thì sao? Sinh ra sự chết, các bạn. Tội lỗi đầy trọn thì sinh ra sự chết. Và chúng ta cũng thấy những cái dân tộc như là dân tộc Canaan. Chúa dẫn Abraham đến xứ Canaan, nhưng mà sau một thời gian thì Chúa đưa dân Ai Cập, dân Israel vào trong Ai Cập. Chúa nói rằng là cái dân Canaan chưa đến đủ thời gian để mà tiêu diệt. Phải vậy mà, chưa đủ có nghĩa là tội lỗi nó chưa đầy trọn, nên chưa xử chết được, nên họ phải ở mặt trong Ai Cập tới 430 năm. Rồi sau đúng thời điểm thì Chúa đưa Israel ra khỏi Ai Cập và báo hủy diệt dân Canaan. Chúng ta thấy điều đó. Hay là Sodom và Gomorrah tội lỗi nó đầy trọn rồi thì Chúa tiêu diệt Sodom và Gomorrah. Và ngày hôm nay cũng vậy, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Dù Ngài đầy dẫy tình yêu, dù Ngài có chương trình hoạch định để cứu rỗi nhân loại, nhưng mà tội lỗi phải bị tiêu diệt. Amen. Như vậy thì Chúa nói với Noe rằng là sự cuối cùng của mọi người đã đến vì chúng đã làm cho trái đất đầy dẫy sự hung bạo. Này, ta sẽ hủy diệt chúng luôn với cả trái đất nữa. Còn Ngài đắp một chiếc tàu bằng gỗ gô phê
chia làm nhiều phần rác nhựa và đừng trong lỏng ngoài. Con hãy đóng cái tàu như cái sự thiết kế bày tỏ của Đức Chúa Trời, có ba tầng, có cái cửa để mà đi vào. Như vậy thì chúng ta thấy được cái con tàu này được Đức Chúa Trời thiết kế cho Adam và cho Noe, và Noe thật sự vâng lời Chúa. Gia đình cứu rỗi cho gia đình Noe, mà tôi thiết nghĩ rằng là nếu những người xung quanh Noe đó mà họ tin là lời giảng của ông, họ không chế nhạo ông, thì chắc chắn thì họ cũng sẽ được cứu đấy, phải vậy không ạ? Nhưng mà rất tiếc là Kinh Thánh kia là Noe là một người giảng tin lành. Suốt 100 năm đóng tàu, ông cũng giảng nói về nước lụt đến sẽ hủy diệt loài người. Nhưng mà loài người xung quanh ông chế nhạo mà thôi. Họ gặp những điều chế nhạo, ném đá rồi đủ mọi cách hết, cũng thương tổ lắm á. Nhưng mà ông vẫn tiếp tục bền lòng, bởi vì ông có mục đích, bởi vì Đức Chúa Trời phán với ông, ông vâng lời Đức Chúa Trời, và ông được gọi là người công chính. Thế giới này bại hoại, thế giới đầy dẫy tội ác, đầy dẫy sự hung bạo, nhưng mà Chúa nói rằng Noe là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Công chính không nghĩa là sao chị em? Người được xem công chính có nghĩa là sao? Trọn vẹn thì nói về trọn vẹn chắc là không có trọn rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhớ rằng là Abraham tin Đức Chúa Trời nên được kể là công chính. Amen. Abraham tin Đức Chúa Trời nên được kể là công chính. Noe được gọi là công chính có nghĩa là ông tin nơi Đức Chúa Trời. Mà khi tin nơi Đức Chúa Trời thì sao? Thì tất cả tội lỗi được xóa sạch. Amen. Amen. Nên được gọi là công chính đó là Đức Chúa Trời, chứ không phải là Noe là người không phạm tội. Nhưng mà ông tin Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời là đấng tha thứ tội lỗi và đấng tuyên xưng ông là công chính. Amen. À, ngày hôm nay chúng ta cũng tin Đức Chúa Trời thì chúng ta được xưng là công chính. Chúa Giêsu nói là ai nghe lời ta mà tin đấng sai ta thì sao? Thì được sự sống đời đời, phải vậy không? Vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Amen. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu từ một người không biết tội lỗi đã đến tội lỗi vì chúng ta, để trong Chúa Giêsu chúng ta được tuyên xưng là công chính. Amen. Chúng ta chỉ tin là được tuyên xưng công chính, chứ không phải là chúng ta là người trọn vẹn, là người tốt, hay là người cười mà không bao giờ phạm tội. Không phải là như vậy, bởi vì mọi người đều đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Của ông và muôn loài. Amen. Và con tàu này đã được đóng xong để nước, có nghĩa là nước từ ở dưới trên trời đó là mây, nước trên mây đổ xuống. Chúng ta thấy, chúng ta nhớ là khi mà Đức Chúa Trời dựng nên trời đất đó, sự Đức Thánh Linh vận hành trên mặt nước đó, thì cầu toàn là nước không ạ? Rồi sau đó thì sao? Đất nó nhô lên, rồi nước nó này nó một phần nó thì trở thành mây bên trên, một phần thì bên dưới. Thì khi mà nước, tức là gọi là động đất á, động đất thì nước từ bên trong địa cầu nó phun lên, và nước từ cái mây đổ xuống, và 40 ngày 40 đêm và làm cho những ngọn núi cao nhất khoảng 7 gọi là 7 mét cao nhất, có hơi thở mà sống lên. Là chúng ta thấy đặc biệt Kinh Thánh ghi là Chúa diệt tất cả mọi loài có hơi thở, nổ ra, nổ tung ra thì nó chết, nhưng mà thật sự thì và cá nó vẫn còn sống, còn sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay chúng ta có con tàu cứu rỗi không? Con tàu ấy là gì? Chúa Giêsu. Là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con tàu cứu rỗi của chúng ta. Chúa bảo chúng ta, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài,
hầu hết ai đi con ái không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy thì Chúa bảo chúng ta phải tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, là con tàu cứu rỗi của chúng ta. Và điều gì nữa, làm thế nào để mà đóng viết được thành hình trong anh em, phải vậy không? Làm thế nào để đóng viết được thành hình trong anh em, tức là con tàu đó phải được đóng xong một cách đầy đủ. Amen. À, có nghĩa là không những là chúng ta chỉ có một đứa trẻ trong Chúa Giêsu mà thôi, không phải là một con đỏ mà thôi, nhưng mà chúng ta phải trưởng thành hiệp nhất, tầm thước bóng dáng đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa thế nào chúng ta thể ánh trong thế gian này. Amen. Như vậy thì chúng ta mới gọi là chúng ta đóng một cái con tàu một cách trọn lành hoàn hảo, chứ không phải một con tàu mà không có cửa. Một con tàu là ba tầng, chúng ta thiếu chúng ta đóng có một tầng thôi, phải vậy không? Thì cái ngày phán xét đó thì cũng rất là nguy hiểm, phải không? Và chúng ta cũng biết được là có nhiều người được cứu dường như qua lửa mà. Amen. À, như vậy thì con tàu này đã cứu gia đình Noe ra khỏi nước ngục, thì con tàu mà Chúa Giêsu của chúng ta cứu chúng ta ra khỏi lửa. Amen. Cứu chúng ta ra khỏi lửa. Như vậy thì ngày hôm nay tại sao chúng ta phải đọc Kinh Thánh? Ngày hôm nay tại sao chúng ta phải nghe lời của Đức Chúa Trời? Ngày hôm nay chúng ta phải vâng theo, là chúng ta phải tránh điều ác. À, chúng ta phải xây dựng cuộc đời của chúng ta trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời, là ngôi lời, là Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta phải đầy đủ trọn lành, chứ không phải chúng ta chỉ có một vài lời mà thôi. Chúng ta chỉ được một vài lời bực mà thôi, không phải như vậy. Chúng ta phải theo lời của Chúa, đó là Chúa thể nào chúng ta thể ấy trong thế gian này. Amen. Chúng ta phải được đầy trọn. Con tàu này là con tàu cứu rỗi chúng ta. Chúng ta phải xây dựng theo bản lĩnh của Chúa, là chúng ta phải từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực khác, từ tâm linh, linh hồn và thân thể, chúng ta phải thật sự được thịnh vượng, và chúng ta phải đứng vững trong lời Đức Chúa Trời, có một nền tảng vững chắc. Amen. Chúa Giêsu nói ai nghe và làm theo lời ta phán đây thì sao? Giống như người khôn. Như người khôn ăn cắp nhà mình trên cầm đá, phải không? Amen. Mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà đó không bị sập. Amen. Amen. Không bị hư hại gì cả, bởi vì xây trên bằng đá. Amen. Amen. Đó là Chúa của Thế Giêsu. Amen. 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 Chúng ta xây trên bằng đá là Chúa Cứu Thế Giêsu, và tất cả mọi điều mà Thánh Linh dẫn dắt chúng ta để chúng ta xây. Chúng ta nhớ con câu chết đoạn 3 không? Chẳng có một cái nền nào khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giêsu. Nếu có ai xây cái bên này nó bằng cỏ khô rơm rạ hay là vàng bạc bửu thạch thì lửa nó sẽ chỉ ra, mà nếu chúng ta xây bằng cỏ khô rơm rạ thì lửa nó sẽ chỉ ra. Amen. Amen. Mà lửa nó chỉ ra cỏ khô rơm rạ nó chết hết, có nghĩa là cả cuộc đời chúng ta tin Chúa, cả cuộc đời chúng ta hy sinh để xây dựng đức tin của mình, xây dựng nhà của mình trên Chúa Giêsu thì cháy hết. Nhưng mà chúng ta được cứu dường như qua lửa, đúng không? Không có một phần lửa nào cả. Bởi vì chúng ta được cứu, bởi vì chúng ta tin, chúng ta được cứu. Nhưng mà cái cách xây dựng của mình, cái vật liệu xây dựng của mình bằng cỏ khô và rơm rạ. Ngày xưa tôi ở ngoài Con Tum á, thường hay dùng tre le đó, nó đầu cái là đào dưới đất rồi đổ nước xuống rồi bỏ rơm vào nhau dưới buồn á, bắt đầu cái trét lên thành tường, à cũng ngon lành lắm à. Nhưng mà cỏ khô rơm rạ, mà nếu chúng ta biết được cái nền là Chúa Cứu Thế Giêsu, một cái nền là vô cùng tuyệt vời, giống như là trong Khải Huyền đoạn đoạn 21 nói về cái nền đó là bằng vàng rồng. Mà nếu cái nền bằng vàng rồng mà chúng ta xây lên là cỏ khô rơm rạ thì nó giống ai, đúng không ạ? Nếu cái này mình gặp bông thì mình nhất là
của chúng ta nó hạn hẹp quá, thì chúng ta biết được rằng là chúng ta đang xây tầng rừng rồi. Chúa Giêsu chúng ta thấy cái gương của Giêsu, amen, và đó là cái gương mẫu cho chúng ta, từ cái cách nói, từ cái cách ở, từ cái cách giảng, rồi đặt tay, rồi chữa lành, rồi cứu người như thế nào, thì Chúa Giêsu chúng ta có. Chúng ta muốn xây dựng bằng vàng bạc và đá quý không? Amen. Cái này chúng ta hơi tốn kém đó nha. Anh chị em muốn tốn trong nhà Đức Chúa Trời không? Amen. Chúng ta thấy được rằng Salomon xây dựng cái đền thờ Jerusalem rất tuyệt không? Tường rồi máy gỗ đều bọc bằng vàng hết, mọi thứ trong cái này đền thờ bằng vàng không à? Phải không? Vàng rồi bạc rồi tượng thạch rồi đủ mọi thứ, có nghĩa là đền thờ Jerusalem mà các nước các vua các nơi mà đến đền thờ Jerusalem là nhìn vào là chốn luôn, hồ rất là tuyệt. Bởi vì vàng là của ta, bạc là của ta, amen. Chúa bảo xây dựng là xây dựng, và phải nói rằng là xây một cái đền thờ như vậy là nó tốn vô cùng nhiều công cán và nhiều năm trường và rất là nhiều tiền, tính ra về tiền thì rất là nhiều, nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho họ đã làm được điều đó. Amen. 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 Chúng ta là những người xây dựng, chúng ta là những người mà cũng được Chúa xây dựng, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, là nhà của Đức Chúa Trời xây, và Chúa sử dụng chúng ta xây dựng người khác. Amen. Chúa nói rằng là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, trong danh Đức Cha Đức Con làm phép bắt tên cho họ. Amen. Và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các người. Amen. Chúng ta dạy dỗ là chúng ta đang xây dựng cuộc đời của người khác. Amen. Amen. Nên chúng ta cần phải được xây dựng. Amen. Chúng ta cần được xây dựng, và chúng ta cũng là người xây dựng người khác. Chúng ta phải xây dựng cuộc đời của mình trong lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải nói rằng là phải gọi là tốn kém rất nhiều thời gian và nhiều công sức và tiền của nữa. Amen. Để chúng ta xây dựng một cuộc đời. Amen. Một cuộc đời được xây dựng ra thành một cuộc đời tốt thì chúng ta suy nghĩ đi, không đơn giản chút nào, phải không? Bác Hồ nói thì trăm năm trồng người đó, 10 năm trồng cây, nhưng mà trăm năm trồng người. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng là chúng ta tin Chúa 5-10 năm là chúng ta đã thấy đã mình tốt là trưởng thành rồi. Mà nếu chúng ta mấy chục năm liên tục trưởng thành như vậy là đã tuyệt vời vô cùng. Chỉ là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi lời Đức Chúa Trời có quyền năng thay đổi cuộc đời chúng ta, và thải những gì của cuộc đời cũ kỹ xấu xa ra khỏi, để chúng ta trở thành người tốt giống như Giêsu của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta phải là như vậy, phải được thanh tẩy, phải được trở thành một cuộc đời tốt đẹp, và chúng ta trở thành một cuộc đời gọi là xây dựng con tàu cứu rỗi cho chính đời sống của mình. Amen. Và xây dựng con tàu cứu rỗi cho gia đình của mình. Amen. Amen. Và cho hậu thánh, những người thân của mình, chúng ta phải xây dựng. Amen. Chúng ta không thể nào bỏ qua được. Amen. Chúa Giêsu đã đến rồi, đã đây 2000 năm rồi, nhưng mà Chúa cũng đã về trời rồi, và Chúa cũng nói sao? Chúa cũng trở lại. Amen. Trong đoạn 24 Chúa nói sao? Thời Noe thế nào thì ngày con người đấy cũng như vậy. Khi họ ăn uống cưới gả tiệc tùng đủ mọi thứ, Noe vào tàu họ không biết. Chúa Giêsu nói khi Noe vào tàu họ không biết, cho đến chừng mà mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên và cứu trôi họ, thì lúc này thì họ mới kêu la và cũng đã muộn màng rồi. Amen. Nên cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta trong Chúa cứu thế Giêsu và mọi lĩnh vực trong Chúa Giêsu, chúng ta cần phải xây dựng. Chúng ta chưa đủ đâu, chưa đủ đâu. Chúng ta nhớ cái hầu thánh mà nhà tôi đã giàu rồi, tôi không cần gì nữa mà. Trong Khải Huyền còn 3 năm, tôi không cần gì nữa hết. Nhưng mà thật sự họ quá tự mãn, cho là đủ cho đời,
thế này, nhưng mà Chúa nói là ngươi trần truồng, ngươi lõa lồ đuối mù. Nên chúng ta biết được rằng là chúng ta chưa thể nào gọi là đủ. Xây dựng con tàu cứu độ chắc chắn là đủ. Bởi vì nếu có một cái lỗ hổng thì sao? Nước nó sẽ vào, đúng không ạ? Nước nó sẽ vào. Nếu có một cái lỗ hổng thì lửa nó sẽ vào. Amen. Nên chúng ta cần phải đầy đủ trưởng thành. Giống như Phaolô kêu gọi rằng là tôi cưu mang cầu nguyện cho anh em để anh em trưởng thành, để đấng Christ được thành hình trong anh em. Đấng Christ được thành hình trong anh em có nghĩa là đấng được sức dầu hoàn toàn thành hình trong anh em. Anh em trở thành một con người sức dầu thật sự, là người ra giảng phúc âm thật sự, chứ không phải anh em là vẫn là con đỏ trong đấng Christ. Cứ bú sữa hoài. Cái người mà con đỏ là Chúa nói sao? Là chưa trưởng thành và chưa hiểu đạo công chính. Amen. Trong nghe bây giờ đoạn 5 đó, chưa hiểu đạo công chính. Nên chúng ta cần phải trưởng thành để chúng ta không có bị lay động khi Ngài Chúa Giêsu ban lòng. Amen. Bởi vì chúng ta đang ở trong một nước không bao giờ rung động. Chúa nói là một ngày nào đó Chúa sẽ làm rung động cả trời và đất nữa. Amen. Nhưng mà chúng ta ở trong một nước không hề rung động. Bởi vì chúng ta có một thuyền cứu rỗi, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu. Và Chúa Giêsu đã phán dạy, đã bày tỏ cho chúng ta, và ngay những ngày còn sống trên đất này, chúng ta đang xây dựng một con tàu đó, nó hoàn hảo, nó tốt lành như là Noe đã xây dựng. Rồi ngày Chúa Giêsu đến, chúng ta biết được ngày Chúa Giêsu đến. Trong Matthew 24 chúng ta xem Chúa nói gì nè. Từ câu 36, còn về ngày và giờ, không một ai biết cả, ngay các thiên sứ trên trời hay là Đức Con cũng vậy, chỉ một mình Cha biết thôi. Như thời Noe thế nào thì sự quan lâm của con người cũng sẽ như vậy. Ví như những ngày trước cơn nước lụt, người ta vẫn ăn uống cưới gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu, người ta không biết gì hết. Cho tới khi nước lụt đến cũng thì tất cả sự quan lâm của con người cũng như thế. Lúc đó hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người đem đi, một người bị bãi ốc bỏ lại. Hai người đàn bà say trong một cối, người đem đi, người không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến, họ sẽ thức canh và không để cho nhà mình bị trộm khoét vách. Chúng ta biết kẻ trộm rất rõ. Kẻ trộm chính là Satan. Amen. Và Chúa nói rằng là vì thế các con hãy sẵn sàng, vì các con phải tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình đến. Rồi hãy biết rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến, họ sẽ thức canh mà không để cho nhà mình bị trộm phát quất. Amen. Ngày Chúa Giêsu đến, chúng ta biết, chúng ta biết sẽ đến, nhưng mà không biết ngày nào. Nhưng mà kẻ trộm thì luôn luôn rình mò xung quanh chúng ta, phải không? Ma quỷ như kẻ trộm nó rình mò xung quanh chúng ta, và chúng ta phải thức canh. Amen. Đừng để kẻ trộm cướp đi những gì chúng ta có. Bởi vì cuộc đời chúng ta đang xây dựng con tàu cứu rỗi, và kẻ trộm nó sẽ phát, kẻ trộm nó sẽ lăng mạ, kẻ trộm nó làm cho chúng ta sờ ngã, sờ lòng, kẻ trộm nó làm cho chúng ta nghi ngờ, kẻ trộm nó làm chúng ta mất đi sức lực để chúng ta không tiếp tục xây dựng con tàu cứu rỗi. Mà nếu mà không xây dựng đầy đủ mà hình lình Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến thì sao? Hai người ngoài đồng, một người đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người phụ nữ sang trong một số, một người đem đi, một người bị bỏ lại. Mười người nữ đồng trinh, năm người được đem đi, năm người bị bỏ lại. Phải vậy không? Hai người ở chung một giường, một người đem đi, một người bị bỏ lại. Và đây là điều mà Chúa muốn chúng ta phải thực hành. Chúa muốn chúng ta phải tỉnh. Bây giờ chúng ta đang xây dựng con tàu. Amen. Chúng ta hãy hết sức hết lòng tìm kiếm vật liệu để xây dựng. Mà nếu chúng ta xây dựng con tàu của mình
mà không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới chỉ cho chúng ta những vật liệu để chúng ta xây dựng mà thôi. Amen. Amen. Còn xác thịt của chúng ta, ý riêng của chúng ta hay là cái sự khôn ngoan sức lực của chúng ta, chúng ta không thể nào có thể tìm ra những vật liệu để xây dựng cuộc đời của mình. Nhưng mà Thánh Linh phải dẫn chúng ta vào lẽ thật để chúng ta xây dựng cuộc đời của mình. Nên cuộc đời chúng ta nhờ cải Thánh Linh của Chúa là chúng ta đang xây dựng bằng vàng bạc và đá quý. Amen. Amen. Không làm theo ý kiến đường riêng của chúng ta nữa. Hãy xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Amen. Bởi vì Noe xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Tất cả những con người ở trong tội ác, những con người mà tội lỗi đó, hung bạo đó, thần của Đức Chúa Trời ở với Noe và chỉ dẫn cho Noe về thiết kế và cách xây dựng như thế nào. Amen. Ông nhờ cậy Chúa từ miếng ván, từ cây đinh hay là bất cứ điều gì thì Noe nhờ cậy Thánh Linh của Chúa. Có thể chưa? Chưa? Điểm nổi bật của Đức Thánh Linh là sự thông công, không nghĩa là trò chuyện. Noe làm sao mà chúng ta là Noe là được hết rồi, đúng không? Nhưng mà thật sự cả một quá trình đóng tàu, Noe luôn luôn có mối thông công với Đức Thánh Linh và Ngài chỉ dạy. Bởi vì thời kỳ bấy giờ không phải tối tâm như ngày hôm nay để rồi chúng ta có thể chọn sắt thép gỗ gì đó rồi máy móc để mà làm cho nó nhanh, không có đâu. Nhưng mà phải nhờ Thánh Linh chỉ dẫn từng chút để có thể xây dựng xong con tàu cứu đổi gia đình của mình. Và ngày hôm nay Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ cho quý bà anh chị để chúng ta xây dựng. Ngài dẫn chúng ta vào lẽ để chúng ta xây dựng cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình mà vững vàng rồi, tôi nói nè, cứ ngước mắt lên, Chúa làm cho thần tôi ngước mắt lên. Bởi vì sao? Con tàu của chúng ta vững vàng rồi thì chúng ta không có sợ một chút gì hết cả. Bất cứ lúc nào sự chết nó đến hay là Chúa cắt mình đi hay là Chúa tái công thì chúng ta cũng chẳng sợ hãi gì hết. Amen. Bởi vì chúng ta xây dựng theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thánh Linh giao thông trò chuyện với chúng ta mà Ngài bày tỏ cho chúng ta những gì chúng ta cần làm. Amen. Và chúng ta cũng bày tỏ với Thánh Linh những khó khăn của mình, những gì mà mình làm không được. Chúng ta thấy hạn như chị Thư có nhiều cái khái tượng, không? Cứu một con, thấy một con rồng nó bị tiêu hủy, nó chết rồi, là bệnh nó chết rồi, phải không ạ? Và biết bao nhiêu khái tượng mà chị Thư cầu nguyện chữa lành cho rất là nhiều người, bởi vì nó rất là chính xác, đúng không? Đó là cái sự mặc khải của Đức Thánh Linh, và Thánh Linh chỉ cho chúng ta để chúng ta có thể xây dựng không những xây dựng. Chúng ta nói ra những sự mặc khải của Đức Thánh Linh trong cái người bệnh đó, mà người bệnh đó họ nghe, họ tin và thực chất là họ được chữa lành hoàn toàn thì họ xây dựng. Amen. Cuộc đời xây dựng quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta được xây dựng bởi sự hiện diện của Chúa, bởi sự chỉ dạy của Chúa. Nên chúng ta cần phải biết rất rõ ràng là chờ Ngài Chúa Giêsu trở lại. Noe xây dựng con tàu để chờ Ngài mưa đổ xuống. Amen. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta đang Ngài sẽ dùng đại quyền đại binh ngự trên mái trời mà đến, và chúng ta đối diện với Chúa, được cất lên và chúng ta cùng ở với Chúa trên đám mây, trên khu trục, và chúng ta sẽ bước vào những tiệc cưới của chiên con. Amen. Amen. Chúa nói cái câu chuyện Luca 12 và Mark 13 nói về đầy tớ mà trông chờ chủ về đó. Nhưng mà khi chủ về gõ cửa, đầy tớ mở cửa cho chủ, thì chủ cho đầy tớ ngồi vào bàn tiệc
dụ thắt lưng mình để phục vụ đầy tớ. Đây là cái phước lành mà đầy tớ ngoan, đầy tớ hiền lành, phong phục. Thức cân là phải thức cân. Mà khi Chúa đến thì mình lúc đó mình đang thức mà, đang canh mà, cửa mở mà. Ông chủ ông vàng giống như là Chúa Giêsu đến vậy đó. Mà thấy mình đang thức cân thì sao? Chúa cho chúng ta ngồi vào bàn tiệc, Chúa thắt lưng mình lại để phục vụ. Amen. Đi phục vụ. Ngày đó chúng ta sẽ trên đám mây, trên không trung dự tiệc cưới chiên con. Amen. Chúa là đấng phục vụ chúng ta. Amen. Các thiên sứ sẽ phục vụ chúng ta. Chúng ta thấy được rằng điều thứ nhất đó là thế gian bại hoại, tội ác lại của loài người không còn gọi là cứu vãn được nữa, và Chúa quyết định cứu rỗi người công chính của Đức Chúa Trời, người tin Đức Chúa Trời có chương trình hoạch định để ông đóng tàu. Amen. Và con tàu đó đã cứu gia đình của ông ra khỏi cơn đại hồng thủy, và điều đó là thật. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đã báo trước cho chúng ta ngày Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Ngày mà phán xét thế giới. Và ngày đó chúng ta đang ở giữa thế gian này, chúng ta là những con người đang đắm con tàu cứu rỗi, đang xây dựng cuộc đời của mình và làm cho chúng ta được trưởng thành như Chúa Cứu Thế Giêsu, giống Chúa Giêsu của chúng ta. Đây là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn, và chúng ta phải cầm giữ vóc dáng đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 nói rằng là trở thành hiệp nhất, trưởng thành tâm thức vóc dáng đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Nếu chúng ta không hiệp nhất với nhau thì chúng ta khó vào trong tàu đó. Không lẽ vào trong tàu rồi còn đánh lộn nữa không? Mà chỉ có một con đường, chỉ có một hướng đi, chỉ có một thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hiệp nhất với nhau là một, và trưởng thành tâm thức, bởi vì Chúa muốn dạy dỗ chúng ta là như vậy. Và Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có sự thành tín. Ngài phép thì Ngài làm. Ngài đã bày tỏ trong tự nuôi, và Chúa nói là Ngài Chúa Giêsu trở lại cũng vậy, thì chắc chắn là như vậy. Chúng ta tin như vậy. Amen. Và chúng ta phải đóng tàu, chúng ta phải xây dựng cuộc đời của chúng ta cho nó vững vàng, cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn. Chúa của chúng ta là trọn vẹn thì chúng ta cũng trọn vẹn nữa. Amen. Đó là điều mà Chúa dạy dỗ để chúng ta thật sự không nao núng trong giữa thế gian và tối này. Amen. Và chúng ta canh giữ cai trộm, phải canh giữ cai trộm, vì nó đến để phá rối, nó đến nhanh, nó nhạo báng, nó đến nó cười chê chúng ta. Phải không ạ? Bây giờ thế gian đang cười chê chúng ta. Những người tin nhận Chúa Giêsu thì họ cười chê nhiều lắm. Phải không? Họ bắt bớ, tấm tâm đủ một điều hết. Nhưng mà chúng ta phải vững vàng, tiếp tục tấm tâm, tiếp tục xây dựng cuộc đời của mình trong lời của Đức Chúa Trời. Để Chúa Giêsu đến thì chúng ta không có bị xúc động chút nào cả. Amen. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng toàn tri, đó là Ngài biết hết mọi sự. Ngài đã hoàn thành chương trình, là Ngài biết hết mọi sự rồi. Ngài đã hoạch định chương trình cho hồn thánh, cho chúng ta ngày hôm nay như thế nào thì nó phải là cái ai. Amen. Và Ngài đã đóng toàn năng, Ngài làm được mọi sự. Amen. Không có gì khó cho Ngài cả. Amen. Ngài đã hủy diệt trái đất tại hồng thủy thì Ngài cũng nói rằng Ngài sẽ hủy diệt trái đất bằng lửa, không phải bằng nước nữa nhưng mà bằng lửa. Amen. Và điều tuyệt vời nhất đó là Thánh Linh của Chúa luôn luôn hiện diện với chúng ta để dìu dắt chúng ta. Amen. Để xây dựng con tàu cứu rỗi này. Amen. Ngày hội thánh của Chúa chúng ta nhớ điều này. Và chúng ta sẵn sàng chuẩn bị luôn luôn thức canh để ngày Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta được cất lên cách an toàn, chứ không phải được cứu dường như qua lửa. Amen. Amen. Xin hội thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Đứng lên, chúng ta đứng lên. Tôi sẽ cầu nguyện cho hội thánh của Chúa trong sáng hôm nay. Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầm đầy giấy Đức Thánh Linh. Amen. Ngài nói là đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tù, nhưng mà phải đầy giấy Đức Thánh Linh. Amen. Chúng con là chiếc bình mới của Chúa. Amen. Được tẩy sạch mọi ô nhơ, mọi sự
gian ác trong đời sống chúng con, để chúng con trở thành một chiếc bình công chính của Đức Chúa Trời. Thì ngay bây giờ, trong danh Chúa Giêsu Christ, Ngài đổ rượu mới cho chúng con. Amen. Là Đức Thánh Linh đổ đầy trong chiếc bình mới của chúng con. Ngay bây giờ Ngài tay giải Thánh Linh trong thánh của Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt chúng con, tiếp tục lãnh đạo cuộc đời của chúng con, lãnh đạo hội thánh của Chúa. Chúng con cũng tin rằng hội thánh của Chúa tại nơi đây là một cái con thuyền. Amen. Được xây dựng, được đóng rất là tốt, để ngày mà được cất lên, chúng con cùng nhau được cất lên. Và nhiều hội thánh trên thế giới, họ lại cũng là những cái gia đình của Chúa, và họ cũng có những con thuyền để được cất lên khỏi cái sự phán xét của Đức Chúa. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa tỉnh thức. Bởi vì thế gian và sự tham vọng nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn đến đời đời. Amen. Đúng như vậy, xin Chúa cho chúng con làm theo ý muốn của Chúa, cho chúng con biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng con làm theo ý muốn của Chúa chứ không phải ý của chúng con nữa. Chúng con biết rằng thế giới này sẽ qua đi, tất cả những vật chất này sẽ dành cho lửa, thế giới này sẽ dành cho lửa, nhưng mà chúng con được cứu và chúng con có phần thưởng đời đời ở trên trời. Chúng con có phần thưởng rất lớn lao và nhiều điều dành cho chúng con tại thiên đàng đời đời. Đó là điều mà chúng con mong muốn. Như Abraham, dù rất là giàu có giữa thế gian này, ông giàu có vô cùng, nhưng mà ông ham mấy một quê hương trên trời. Đó là điều mà Đức Chúa Trời phán dạy rằng là Ngài không hổ thẹn của Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Bởi vì họ ham mấy một quê hương trên trời. Và chúng con nói với Chúa rằng chúng con ham mấy một quê hương trên trời, sống ở dưới đất này. Mọi sự tốt lành, và Chúa nói với chúng con hãy đầy tớ ngay lập trung tiên nhà đến hướng sự vui mừng của Chúa người. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta nói với Satan, ta nói với các tà thần, hãy cúi vào hồ thánh của Đức Chúa Trời. Chương trình hoạch định của các tôi đánh phá hồ thánh, nhạo báng và làm cho hồ thánh là mất đi đức tin, làm cho hồ thánh nghi ngờ, làm cho hồ thánh của Chúa không xây dựng vững bền trong đức tin của mình. Thì ngay bây giờ ta phá hủy con người con ngươi và lui ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa, khi dân Israel trở lại lập quốc và họ đã xây dựng đền thờ, kẻ thù đánh phá rất là nhiều và kéo dài thời gian. Nhưng mà bởi quyết tâm của họ, với Nehemi và những con người của Đức Chúa Trời trở về, họ quyết tâm xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời, và đền thờ đã được xây dựng. Cảm ơn Ngài. Và chúng con biết là kẻ trộm luôn luôn đánh phá chúng con, kẻ trộm luôn luôn đủ mọi cách để phá hủy đời sống chúng con, xây dựng con đường cứu rỗi của chúng con. Và chúng con công bố rằng chúng con tiếp tục trung tín với Chúa, làm theo lời của Chúa, tin cậy nơi Đức Chúa Trời của chúng con, và tiếp tục xây dựng cuộc đời của chúng con và xây dựng nhiều cuộc đời khác, nhất là gia đình của chúng con. Là chúng con tạ ơn Cha vô cùng. Cảm ơn Cha, con dâng hậu thánh trong tay cầu năng của Chúa. Và con tin rằng hậu thánh có một con thuyền cứu rỗi tốt lành, và mọi người hãy giúp cho nhau cùng bước vào con thuyền đó, cùng cất lên với Chúa Giêsu. Chúng con tạ ơn Ngài. Các con hiệp đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.